Vâng, chào các bác nhé. Rất vui lại gặp lại các bác ở một cái video ngắn hôm nay. Hôm nay thì hàng vừa mới về rất chi là nhiều. Em Thảo đăng tải luôn để gửi tới các bác nhà mình. Và hôm nay ở một cái video ngắn này thì em sẽ chia sẻ tới các bác hai cái đôi cạp màu trắng nhưng mà khác nhau nhé. Rất mong là khi xem được cái video này các bác hãy xem thật kỹ để lựa chọn cho mình một cái dụng cụ thích hợp làm cây bonsai, làm cây cảnh. Chắc chắn là các bác làm cây cảnh thì bác nào cũng đang muốn lựa chọn một đôi cạp thật sắc bén để làm. Thì đây là hai cái mẫu cạp lý tưởng và giá của nó rất chi là tốt để các bác nhà mình được tham khảo. Ở cái dòng cạp trắng này thì em sẽ có hai loại. Một cái loại đôi là cái màu trắng đục này. Vỏ của nó cũng khác nhá, vỏ của nó màu xanh trong túi như này. Và nhất là các bác phải nhìn cái tên thương hiệu trên cái mẫu cạp. Đấy. Một đôi cạp cái thương hiệu của nó, tên của nó cũng giống nhau như này nha các bác nhá. Đây là cái mẫu cạp thép đúc trắng, màu trắng đục này. Còn đây là màu trắng trong này các bác này. Màu trắng trong nhá. Tên trên sản phẩm sẽ khác nhau hoàn toàn. Ốc chốt của nó cũng sẽ khác nhau rất nhiều nha các bác nhé. Đấy, khác nhau rất nhiều này. Thì với cái đôi cạp này thì chắc chắn là các bác làm cây bonsai cũng đang muốn biết là giá cả của nó bao nhiêu, chiều dài của nó là thế nào. Em cũng sẽ nói chi tiết về cái đôi cạp này để các bác nhà mình khi xem sẽ nắm bắt được. Đôi cạp này một đôi thì thường nó sẽ có 4 cây, nhưng mà chủ đạo nhất thì các bác sẽ dùng là cây tròn và cây chéo. Hôm nay thì em chỉ đăng tải cây tròn và cây chéo. Nếu như các bác mà cần cây bổ và cây cắt dây, em cũng sẽ có đủ bộ để phục vụ các bác nhà mình. Một cái cây cạp này thì cái chiều dài của nó sẽ là 21cm. Và bên cơ sở em Thảo lúc nào cũng lựa chọn cái phiên bản cạp đẹp nhất đủ để gửi tới các bác. Đủ là thế nào của các bác này? Đủ là cái phần tay của nó phải tròn, phải dày như thế này nhá. Có một cái mẫu nữa nó sẽ mỏng hơn đấy, thì các bác hãy lựa chọn cái mẫu này nhá. Bên cơ sở em Thảo thì em cũng nói luôn, khi mà em đã đăng tải video, dụng cụ nhà em có như thế nào thì em sẽ đăng tải như vậy gửi tới các bác nhé. Rất nhiều bác thì rất lo ngại là cái vấn đề là đăng tải hình ảnh, đăng tải video không giống với lại hình ảnh khi nhận được. Cái điều này thì không bao giờ có nhé, nếu như các bác đã đặt mua của bên cơ sở em Thảo. Bởi vì tất cả những cái dụng cụ của bên cơ sở em thì khi tới nơi các bác được bỏ hàng ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Và cũng mong sao là các bác xem video hãy chụp ảnh màn hình nền vào, để khi nhận hàng mình sẽ bỏ ra để kiểm tra xem nó có đúng như vậy không các bác nhé. Đấy, bên cơ sở em Thảo thì ở Tân Yên, Bắc Giang. Nếu như các bác có một nhu cầu thì mời các bác tới nhà xem. Còn nếu như các bác mà ở xa thì hãy xem thật kỹ ở những cái video này, đúng sản phẩm như này các bác nhận và thanh toán ở bên bưu điện giúp em nhé. Đây là cái đôi cạp đấy, cái chiều dài của nó cũng sẽ là 21cm. Đấy, mới đầu cái thề em thấy hơi rít rít này các bác này, nhưng mà không sao, các bác chỉ sử dụng qua 2-3 lần thì nó sẽ rất là trơn nhá. Đây là cây cạp chéo nhá. Cây cạp chéo này công việc thì nó giúp các bác là tỉa cành, tỉa nhánh ở những cái vị trí khó nhất trên thân cây bonsai, cây cảnh. 100% các bác làm cây cảnh thì bác nào cũng đã nghe tới cái đôi cạp này rồi. Bên cơ sở em có tới 5-6 loại cạp nhá. Đây là hai cái mẫu phổ thông nhất. Đấy. Và nếu như các bác mà đã xem được video này của em, các bác lần đầu tiên tham khảo đấy, các bác đang quan tâm, các bác đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh các bác nhé. Nhấn 2 lần vào quả chuông và lưu số điện thoại của em Thảo ở cạnh video này vào để liên hệ trực tiếp em tư vấn. Còn các bác nào có Zalo thì hãy kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh để các bác nhà mình xem cho nó được cụ thể về cái dụng cụ mà các bác đang cần. Đây là đôi cặp trắng, trắng đục nhá. Một bộ sẽ có 4 cây nhưng mà em sẽ giới thiệu từ các bác cây tròn và cây chéo thôi. Cái bộ này nó đang có giá là 450.000 trên một cây, hai cây sẽ là 900.000 nhé. Với cái dụng cụ kìm kéo ở đợt này thì bên cơ sở em Thảo đang miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp sẽ miễn phí ship khi các bác mua cái đôi cạp này nhé. Đây là đôi cạp trắng đục nhá, các bác nhớ là phân biệt này. Tên chữ của nó cũng sẽ khác hoàn toàn các bác nhé, không giống nhau đâu. Đấy, cây này là 450.000 một cây này. Cây này thì sẽ là 550.000 một cây này các bác này. Đây là cạp Đài Loan nhá. Đấy, đây là cái mẫu cạp Đài Loan 550.000 một cây này nhá. Nó là trắng thép đúc trắng trong. Đấy, rất chi là đẹp. Và em muốn chia sẻ một chút đối với các bác mà lần đầu tiên đang tham khảo mua cái đôi cạp này. Còn các bác mà đã có tay nghề lâu năm này thì em cũng không dám chia sẻ, bởi vì các bác còn giỏi hơn em rất chi là nhiều. Đấy, cái này ý, khi các bác cạp vào nhá, các bác hãy cạp chắc như thế này vào, kéo ra. Các bác đừng kéo ra nhá, mà cạp đến đâu là phải được đến ngay đến đấy, cạp cho đứt rời luôn. Đấy, đứt rời luôn nhá. Đây là cái chiếc cạp 550 này. Hơi zip. Zip các bác ạ, mở ra mở vào rất zip.
nhưng mà là nó mới nhá. Sử dụng qua một vài lần thì nó sẽ trơn ngay. Cây tròn và cây chéo này, các bác mà mua một cây em cũng sẽ gửi một cây các bác nhá. Đấy, thì với hai cái đôi này thì em cũng nói giá luôn để các bác nhà mình xem nắm bắt được rồi. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo qua đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Đấy là số chính để em tư vấn và gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm cây cảnh, làm nông nghiệp, làm bonsai của bên cơ sở em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau các bác nhé.